Thành phố Hồ Chí Minh buôn lậu hơn 3.540 chỉ vàng từ Campuchia về Việt Nam, lãnh 13 năm tù. Ngày 22 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Hoài Hiệp, 51 tuổi, ngụ Đà Nẵng, 13 năm tù về tội buôn lậu. Theo cáo trạng, Nguyễn Hoài Hiệp làm việc cho người phụ nữ Campuchia, tên thường gọi là Su, chưa rõ lai lịch, từ tháng 3 năm 2015 với mức lương 6 triệu đồng một tháng. Hiệp phụ trách giao nhận vàng nữ trang, vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ. Ngày 17 tháng 6 năm 2015, theo chỉ đạo của bà Su, Hiệp đến nhà khách chính phủ Campuchia, phường 4, quận Tân Bình, gặp ông Thiem Virak, phó tùy viên quân sự Tổng lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh để nhận hàng. Bên trong thùng hàng có vàng nữ trang giao lại cho Mai Thị Kim Thoa và Mai Phú Hậu. Lúc 18 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2015, tại quán cà phê ở địa chỉ Trung cư Phú Thọ, phường 15, quận 11, khi Hiệp đang giao vàng nữ trang nhập lậu cho Thoa và Hậu thì bị phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an phường 15 quận 11 tổ chức kiểm tra là biên bản về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng nữ trang không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Theo kết luận của hội đồng định giá tài sản trong vụ tố tụng hình sự thành phố Hồ Chí Minh, số vàng nữ trang hơn 3.540 chỉ vàng 13 kg trị giá hơn 8,5 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 7 năm 2016, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án với Hiệp, Thoa và Hậu. Quá trình điều tra, Hiệp đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã quyết định truy nã đối với Thoa và Hậu tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Thoa 13 năm tù, hậu 10 năm tù về tội buôn lậu vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2020, công an phường 2 quận Tân Bình đã bắt được hiệp theo quyết định truy nã. Tại cơ quan điều tra, hiệp thừa nhận hành vi phạm tội, hiệp khai đã giao nhận vàng nữ trang cho Thoa và hậu hai lần. Số vàng này hiệp nhận từ ông Thiem Virac, hiệp chỉ gặp bà Su một lần ở Việt Nam, còn lại là liên hệ qua số điện thoại từ nước ngoài gọi về. Mai Thị Kim Thoa, Hiện đang chấp hành án tại trại giam Long Hòa, tỉnh Long An, khai nhận đã nhận vàng nữ trang của hiệp theo yêu cầu của người tên A Soãn sống tại Hồng Kông hai lần trước khi bị bắt. Sau đó, Thoa mang đi tiêu thụ tại các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận rồi chuyển tiền lại cho A Soãn. Thoa biết rõ toàn bộ số vàng nữ trang nhận từ hiệp là hàng nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định. Mai Phú Hậu, hiện đang chấp hành án tại trại giam Long Hòa, tỉnh Long An cũng có lời khai phù hợp với Thoa hiệp và kết quả điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã làm việc với phòng lãnh sự thuộc sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh và xác định ông Thiem Virak công tác tại tổng lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, thuộc diện miễn trừ ngoại giao của viên chức lãnh sự. Ông Thiem Virak thừa nhận có nhận thùng hàng từ bà Su do hàng hóa đóng kín nên không biết hàng hóa trong thùng là gì. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo thành khẩn khai báo tại phiên tòa. Bị cáo khai chỉ làm người làm công ăn lương. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo đã đủ cấu thành tội buôn lậu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nhà nước ảnh hưởng xấu đến việc quản lý thị trường vàng và tiền tệ nên đã tuyên mức án như trên